chiếc này bán với lượng xây dựng là 2 chiếc xe crong một khối các bạn nhá. Chiếc xe của anh Hiển và bác tài xế Sâm. Những chiếc xe cộng đồng rất là tuyệt vời. Buổi chiều ngày hôm nay những chiếc xe quần thảo công trình làm cái mương các bạn nhé. Và giờ là bác tài xế Sâm đã khởi hành. Còn đã chuyển cho một nhà. Mang cái gì ra che vào. Làm này ngồi lau mồ hôi mệt thì còn làm gì nữa nhỉ. Đây là anh Hiển, một trong những siêu nhân lái cả máy xúc, lái cả công nông.
sau một hành trình rất dài thì hai chiếc xe của hai bác tài xế đã tới công trường rồi. Cùng vất vả của tài xế các bạn nhé. Các bạn đã xem video của tài xế Sâm và bác tài xế Công Long Hiển trên chiếc xe Công Long một khối của mình. Tiếp tục là chiếc xe Công Long của bác tài xế Sâm. Đây hai chiếc xe Công Long chờ đợi đây các bạn nhé. Có lẽ phải xin lốt ở đây. Trời quá là nắng. Hẳn ba xe các bạn ơi. Ba chiếc xe Công Long chờ đợi này. Quá là đông luôn. Nắng thế nhỉ. Toàn các bác tài xế Công Long với siêu cao thủ ba xe chạy hôm nay. Con đường này rất là nhỏ nên là phải lần lượt đi vào các bạn nhé. Quá khó để lùi ở trong cái khúc cua nó gần như này.
kia. Lùi ra tận ngoài kia. Lùi cho quay. Chạy một công trình rất là đẹp mắt các bạn nhé. Tiếp đến là chiếc xe công lông của anh Hiển.